Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev cho biết khoảng 190.000 tân binh đã ký hợp đồng gia nhập quân đội Nga từ đầu năm 2024 đến nay. Báo cáo được ông Medvedev đưa ra trong cuộc họp tổng kết công việc 6 tháng đầu năm tại Bộ Quốc phòng Nga. Theo ông Medvedev, Bộ Quốc phòng Nga nhìn chung là hoàn thành nhiệm vụ tuyển dụng quân nhân hợp đồng và tình nguyện viên vì lợi ích của nhóm lực lượng hỗn hợp. Ông cho biết tốc độ tuyển quân trung bình hiện nay là khoảng 1.000 người mỗi ngày. Nga đang khuyến khích người dân đăng ký tham gia cuộc xung đột ở Ukraine bằng cách trả cho họ mức lương cao hơn mức trung bình. Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow không cần phải đưa ra lệnh động viên bắt buộc mới vì có quá nhiều nam giới đăng ký hợp đồng nhập ngũ tự nguyện.